Sam có nói đùa không? Tìm ra cái tờ giấy trong 200 tờ giấy trắng tinh y vậy luôn hả? Dạ. Ok. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là 200 tờ giấy trắng, không một nếp gấp, không một nếp nhăn, không một đường cong, không một dấu hiệu. Dạ vâng. Bạn sẽ không được đụng vào tờ giấy, bạn chỉ quan sát thôi nhé. Nếu mà quan sát xong á. Khoan. Xin mời. Em xin chốt số 159. Ngồi trong bóng tối, nhìn thời gian trôi dài, là tôi thay đổi, tôi từng như thế này. Bàn chân nhau về, chẳng dám đi xa. Sợ khi vấp té, tôi chẳng thể. Tôi đứng đây, nhìn thấy lời con tim tôi muốn sẽ chứng minh thay bằng điều kỳ diệu trong tôi. Bây giờ xin mời một vị giám khảo lên chọn cho tôi một tờ giấy bất kỳ và cô trợ lý nào đó giúp cho tôi che mắt bạn lại. Bạn tự che mắt bạn luôn tự rồi. Che rồi. Tự giác lắm. Tự giác là tốt. Có thể có ý kiến này không? Dạ vâng. Bốn người giám khảo cùng lên và một người bất kỳ sẽ chọn. À, chị định chơi cái chiêu là Dương Đông kích Tây đúng không? Tôi đồng ý đề nghị này, xin mời bốn người cùng lên đi thật mạnh để bước chân gây nhiễu loạn và chỉ một người chọn thôi nhé. Lần đầu tiên tôi mới thấy giám khảo rất nhiệt tình trong phần làm khó thí sinh. Mấy khi được tung tăng ở dưới sân khấu đó. Dạ vâng. Sao ạ? Dạ vâng. Và đừng quên đó là mời em cho bạn ấy quan sát. Bạn sẽ không được đụng vào tờ giấy, bạn chỉ quan sát thôi nhé. Nhưng mà quan sát xong á. Ôi. Tôi đây thật bi thương, tôi bây giờ đây kiên cường. Khi tôi là chính mình, người người sẽ ngước nhìn. Khoan. Khoan. Được không ạ? Và bây giờ đã đến lúc em thể hiện siêu trí tuệ của mình. Xin mời. Nói gì nào? Nói gì nào?
chưa có bất kể trường quay nào, cũng bất kể game show nào mà im lặng đến như vậy. Tịch không một tiếng động. Ánh sáng phải được dìm xuống để cho nó đỡ bị chói, nó đỡ bị ảnh hưởng tới bản thân phần thi của bạn ấy. Em xin chốt số 159. Em xin chốt số 159. Điểm số của giám khảo Trần Thành Nam cho tiết mục của Bạch Phi, xin mời. Siêu trí tuệ Việt Nam 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.